Nhớ bác mày có nhà hả Giáo? Không có nhà đâu, hôm nay đi đâu đấy? Nhanh bình thường, nhảy xuống. Từ từ. Ui, ui, mấy con vẫn nuôi từ hồi tỏ lắm. Chú đã yên. Nhảy xuống. Chẳng ra để ta đuổi nó đi đã. Nó thấy mình lấy trứng của nó. Là nào ra được cái gì? Đá đây. Thế coi giấu quả trứng này đi. Anh, mày mày ốm được không? À, thôi, em không chạy được. Nó thấy mình lấy trứng của nó. Anh chạy trước đi. Anh chua nó ra kia đi nè. Hay là anh nghỉ nó nhá, nhắm quả này ra ngoài nghỉ. Nó thấy mình lấy trứng của nó. Nó chạy nhanh lắm ấy. Nó làm gì? Nó chua nó đi. Làm gì? Không có cái cây nào. Nó chạy từ đó đến đây. Đằng đấy cao, đằng đấy cũng toàn phải chạy. Có cái cây nào xua nó đi. À, anh cởi quần, anh cởi quần, anh quăng. Tôi sợ. Chết cha rồi. Thằng nào ra được? Ôi! Ôi! Pẹp pẹp pẹp! Ui! Nó chạy được! Nhanh nhanh nhanh! Ê! Nó sợ cái! Nào mình đi trước đi, tao xua thôi. Không! Anh xua xa đi! Ta cho ra ngoài đó. Nó đuổi nhanh này. Này. Tin nhá. Đi leo lên. Đi thôi. Lên cầm nó đi để xuống. Ừ. Lên.
đấy. Vươn tay. Đi, vào đây đi. Ui giời. Thấy chưa? Cái gì là chiến lợi phẩm? Chiến lợi phẩm này hơi áp chiến đấy nhỉ? Đi cũng em rồi. Chiến lợi phẩm ngay. Quả này to đấy nhỉ? Em chưa thấy quả này bao giờ đâu. Như trứng khủng long ấy nhỉ? Đó mới trứng. Bằng, bằng đầu mày, gần bằng đầu mày. Con này nó chắc là trứng của nó à? Trứng nó thì nó mới chắc đuổi mình. Chắc là đuổi mình. Ôi bây giờ, bây giờ làm nào nhỉ? Làm nào? Chế biến luộc á? Ừ. Làm gì có nồi? Hãy làm nào? Nướng. Thế lại đập đất à? Đập đất nướng. Thôi đừng đừng đập đất. Sao? Xong rồi nó hỏng hết cái vỏ. Anh làm cái gì cho nó con vỏ để em chơi? Con em vỏ em chơi. Không, em viêm đá bóng. Hay mày thế thì mày ra ngoài kia đi nhờ người ta về lấy nồi đi. Đấy xe mày đây. Để anh ở ngoài đây chơi hết à? Chứ làm nào? To thế này chín nào được? Đập đất. Đập đất đi mới chín không được. Lấy anh... cái vỏ làm gì? Lấy vỏ để chơi. Tròn nhìn. Nào em về em khoe bạn em này. Đi trứng khủng long. À đây đây. Từ từ đợi tao tí nhá. Đây tao. Tao thấy mấy lon bia ở đây. Quả này một đoạn nó đầu chọc vỡ đầu. Bể đầu luôn. Làm gì đây? Làm gì đây? Ta thấy mấy cái vỏ lon bia ai uống cơ. Bây giờ nhá. Ê, vỏ lon bia này về tích bán được đấy. Vừa giữ được vỏ cho mày nhá. Và vừa đắp đất nữa. Mày kiếm một đá nào? Đục cái này ra xong rồi tắt vào đây này. Tắt vào đây xong rồi tao đắp đất bên ngoài nướng. Chín không? Quá là chín luôn. Đây đây. Nướng vào sỏi. Trứng chơi đá. Đá chọn trứng luôn đấy. Đây. Đây con này nhọn này. Không mày phải rửa đi. Rửa đi xuống dưới cứ rửa đi. Trong nghiên cứu này. Nhanh cái tay lên. Ui cứng lắm, vỏ nó cứng lắm. Ui. Đây mà đòi vào đầu rồi, vỡ đầu luôn. Ừ. Nhanh lên. Nhanh lên đưa đây. Tí nữa em đi tắm không? Tí nữa tắm. Má nói chưa? Đập đất nướng đã. Để em chọi à? Im im. Để em chọi chứ. Im. Vỡ. Chọi em chứ. Phải kia phải nhẹ nhàng thôi. Đấy. Từ từ lau lau đi đã. Cho em chọi một cái. Lau. Ui mày rửa đây. Bẩn chứ này. Ấy vỡ đấy vỡ đấy. Ấy kinh kinh điển. Ấy từ 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 đấy đó để tao đòi đó. Ấy, kinh kinh điển. Tránh ra, bỏ ra tao đỏi. Không, lỗ nó thế này thôi. Đỏi lỗ thế này thôi. Bây giờ đỏi tiếp mặt bên trên này. Trên nào? Trên này, đây, tao giữ cho mày đỏi nhá. Nhị, nhị thôi, đây. Đó. Đây, đây à? Ừ đấy. Đỏi người ta phải có nghệ thuật đấy. Làm nghề. Đúng nhờ. Coi. Đấy, nước nước đấy. Đấy rồi. Lau lau cái hòn đá đi bà. Không phải đâu, tại cái này nó thế. Rồi, lấy cái que chọc. Đấy, lấy em cái đá vô đây. Lấy que chọc, lấy que chọc. Đấy. Que có bẩn không đây? Không bẩn. Chọc này xong rồi đặt vào đây á. Ừ. Đặt vào đây xong rồi, xong mới chồng lên em chọc phân nữa là thùng. Ờ, đây, thế thì chọc đây chứ, đây. Cả cửa. Ui, ui. Ui. Con đâu mà con nó vừa mới để ở đấy. Người ta còn chưa ra nhặt. Vỏ. Rồi rồi à, ấy. Ôi. Anh
từ. Phải chọc vào đây nó mới nhanh này. Không đấy, chọc, chọc đi, chọc đi, chọc. Đây là cái trắng trắng. Chọc đi, kệ nó chứ. Ui mày. Ui dồi. Để cái cây đấy khác vào. Chọc thông nó xuống, thông thông hai. Ui thôi. Tặc bố rồi chảy hết cái lòng trắng ra còn lòng đỏ. Mặn đấy. Trứng hay mặn gì? Ở đây nó mắc cái. Thôi đi, thôi đi. Thôi nhé. Hơi mặn đấy. Thôi mày thổi là tắt. Thôi thôi thôi. Để im để tao. Ở đây này, cái đâu ấy? Cái đâu ấy? Không biết. Phải gãy được cái này ra này. Cái này mình nãy mình đập vỡ mà nó. Nó tọt vào trong. Nó tọt vào trong nó tắc mất luôn. Nó lại tồi à? Khoai nhỉ? Giữ được cái vỏ này, khoai phết. Đút vào trong. Chóng lợi. Người ta đánh cá à? Có mấy? Đánh nước tử mấy. Ui, ui nó chảy, ui nó chảy. Cái trong không ra lông đỏ. Chưa, nó phải chảy lông trắng trước. Đây đi ơi, để tháo cạnh nó ra. Không, em khai ra. Đấy, không, không. Không cần, đây này, nó mắc cái trắng trắng của mày đây này. Đấy, 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 đấy. Dạ, dạ, nhìn này. Bắt đầu ra đấy. Im cho nó ra lông đỏ nữa. Chia bớt lòng trắng nha ngươi. Từ từ, đặt xuống, đặt xuống. Đặt xuống. Cả trên nữa. Từ từ để tao lôi nó xuống. Đấy, bắt đầu ra lòng đỏ này. Thấy không? Chuẩn bị ra lòng đỏ đấy. Chưa ra. Đấy. Em chọc xuống nó mới xuống đấy. Xuống chưa? Đang xuống rồi. Đang ra lòng đỏ rồi. Tính là tao thổi cho nó cả. Ui dồi ôi mày làm. Đấy, xem nào, chừa trong nào hứng đi, hứng đi. Thổi nhá. Dẻo, như kiểu phôi cất mũi. Ôi trượt rồi. Cho sang bên đây, nào, đặt xuống để tao thổi. Ôi. Ui dồi ôi. Ui đầy, ui gần, cũng gần đầy luôn. Đấy, cho sang tiếp tiếp. Ôi, đây đây đây. Được rồi, đây đây luôn rồi. Thế đâu? Ôi dồi ôi, lại trượt rồi. Nhìn đi trước cọ nhỉ. Thôi, thế đâu? Thế chưa? Để ta đi kiếm đất nhá. Đấy, dốc dốc cho nó chảy chảy vào đấy. Ui, ơi, cái nơi đầy, đầy quá tí nó nở ra làm nào? Nó vớt trong đấy. Từ từ, để đấy, để ta đi kiếm đất á. Chỉ mới làm phá chế đâu. Ừ. Ôi, bẩn vãi trưởng. Nhìn như kiểu là các trẻ chơi chinh ấy. Đó mới là. Ê, nhìn này. Mới lại kiểu đâu ấy. Em vớt được chỗ. Bói nước tôm to rồi. Đây, đắp đất nướng. À, nhìn này. Có bạn. Có này cao em à. Yêu, anh tôi vui à. Đất xét đây, đất xét chính hiệu đấy. Đất đây mới là đất. Anh ơi, tôm à. À. Tôm à. Đúng, tao cần thiết gì. Cần thiết gì. Đâu cá vào đây. Thì em nuôi làm cá cảnh. Bọc đất đi. Cá cảnh đẹp không? Cá cảnh đẹp. Ai xa. Đấy, của em có cái tốn chất tí không? Uống nước nha. Thử nha. Còn mấy con ốc cảnh này nữa nè. Trời, đất xét chính hiệu. À, em nướng ốc với. Đấy, nó bọc vào một nửa. Thử mấy con ốc yêu vàng.
nhồi đấy. Nhồi cho cái món nó to đấy, dài đấy. Thì anh ăn ở ngoài quán đây gọi là ông nhồi. Đấy, bọc từng cái lên một này, xong đốt được gì đít này. Đấy, thấy chưa? Mày thấy anh thiết kế ác không? Ông nhồi. Đấy, ô văn kê. Ốc nhồi vào quá, ốc nhồi. Ủa trời, nó chén thì sướng nhỉ? Chén thì nó chén chín nhỉ? Ít mang về một tí để trời. Làm gì đấy? Mày xin mày bỏ mấy con ốc nhồi đi mày đây đi. Sang con hòn đá này sang để kê để đốt nào. Mấy con ốc điều. Nhồi. Đắp cái gì mà đắp. Ốc nhồi. Nghe như này. Như này. Tao sắp đắp thành nồi rồi. Em đắp thành nhà. Em đắp thành nhìn đấy luôn. Từ từ để tao đặt điểm lên đã. Chưa đo ủ dính thế kìa đợt. Dính nhanh 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 nhanh. Nặng xuống rồi đấy. Anh biết chưa? Dạ. Anh biết chưa, để tao đặt lên nào. Xong rồi. Nào tránh nhá. Ấy, cho thêm tí đất vào đây này. Hả? Để miết miết đằng mé này này. Để tao đặt lên cho. Đấy, bên này. Đằng này để tao đặt nó vào khu này luôn này. Hả? Đấy. Rồi, ok. Ai xa. Một siêu phẩm. Em đem lấy thêm đi thêm. Tọt đây này. Rồi, tao kê được rồi. Rồi. Siêu phẩm đấy. Đâu? Đây. Đây chỗ này nữa. Rồi, đưa đây. Lấy thêm đi để tao đắp xuống đít nó. Xuống đít nó đốt nó không. Anh em mình ra câu cá đi. Đốt lửa lên. Ừ, câu cá. Lấy củi đi, bên kìa. Em này. Thôi ông nội ạ. Đẹp. Đẹp cái gì? Tí nó đen khẻm hết lên. Đen khẻm. Lần sau ra đây còn nữa. Sao cơ? Sao sang kiếm cái cần câu cá đi. Để. Hay vứt cần lên tung. Đây, có cá nướng. Đây. Đây. Đây này. Đây này được của nó đấy. Chết đấy. Rồi, thì nó. Chết lừ. Rô củi một lần. Ôi, tay đi. Anh ơi. Hả? Phải lấy lá. Lá này nắp vào. Hả? Không nói khói. Không gì, không nói khói đâu. Để em rửa tay đó. Tiếng gì đấy, nửa tiếng gì? Dạ. Có chín đâu. Đốt lửa mạnh nhỉ? Cho lá vào. Ủa, đít nó dày quá nhỉ? Ủa, không ổn đâu. Món này không ổn. Nó đói quá. Em đói quá. Tiếng đồng hồ. Nào giờ nhỉ? Tao bảo từ lúc nãy đắp đất thì không nghe, đắp vào quả trứng kia. Đây đắp có một tí rồi, nó còn chả chín này. Cái chỗ cái này ác này, trứng nắc luôn này. Khô hết đất. Ôi bốc hơi đây. Bốc nào rồi. Đây là về đây. Ôi, làm chín à. Làm cái thành công. Về rán. Không. Chứ đi mày về ăn không ngon. Tao đi lấy củi nhỏ. Không, lá này. Cho lá vào nó nhanh chín.
Mày đút vào. Tình hình không khả quan thế nào. Khả quan không? Được đấy. Nhét đá vào trong nó. Xem nó ok không? Anh nhét vào đúng 5 phút nữa. Xem nó không thế nào thì mang về. Cả tiếng rồi vào đầu nữa. Anh bể cành củi trên này này. Nhét vào. Dậy quá. Không hiểu gì luôn này. Ủa, cái đất này kinh rồi đấy. Tao bảo đấy. Thôi để đây nướng. Được, đem về rán này. Lâu lắm, đói bò sư rồi. Đem về rán. Không. Cho hành vào cho nó thơm. Mãi mới được quả trứng là được. Thôi đang để nồi đây, tí về để bếp đây. Mai ra câu cá nước. Ừ. Đi, về đi. Mày rán đi. Chả hề hấn gì cả. Quá. Không. Em thấy mà đun thêm nửa ngày nữa cũng thơm hơn chửi màu mà. Giá nong đi đảo đi. Đập dày cái đất này khó đấy nhỉ. Đi ấy này mang cái quả quả này về để đi. Còn nguyên các bạn sóng xanh sóng sánh đi. Ê, mang về đấy. Ê.